nghi phạm chém đất nửa người bạn nhậu khai rõ về nguyên nhân gây án. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bị Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị dừng hoạt động. Cung đường du lịch Mã Pì Lèng sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt du khách bị mắc kẹt. Cả gia đình 5 người nhập viện vì loại vi khuẩn thường xuất hiện khi mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nóng. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Cừ Mỹ Bó và Giàng Mỹ Minh cùng sinh năm 2005 quê Hà Giang để điều tra liên quan đến một thanh niên bị tấn công tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Tân Uyên. Theo lời khai của hai nghi phạm, chiều 29 tháng 9, nhóm 5 công nhân gồm Hoàng Văn Tó, sinh năm 1991, quê Đắk Nông, Hoàng Văn Tu, sinh năm 2006, quê Đắk Nông, Thảo Mí Say, sinh năm 2004, quê Hà Giang, Vư Mí Tủa, sinh năm 1999, quê Hà Giang, Thảo Văn Sung, sinh năm 1999, quê Đắk Lắc, tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc khu phố 7, phường Uyên Hương, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, có 3 người bạn cùng quê Hà Giang với Vương Mỹ Tủa gồm Cừ Mỹ Bó sinh năm 2005, Giàng Mỹ Minh sinh năm 2005 và Thò Mỹ Lía sinh năm 2006 đến tham gia nhậu chung. Nhậu đến 21 giờ 30 thì Thò Mỹ Lía và Hoàng Văn Pó ra về. Trước khi ra về, Hoàng Văn Pó và mọi người cầm lon bia lên đứng uống. Riêng Cừ Mí Bó vẫn ngồi tại chỗ uống. Thấy vậy, Hoàng Văn Pó hỏi có phải bạn khinh thường tôi không? Cừ mí bó đáp, bạn cứ bình tĩnh, anh em chơi được thì chơi, còn không thì hôm nay bỏ bạn bè. Vừa dứt lời, cừ mí bó bị Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng đánh vào mặt. Bị đánh, cừ mí bó chạy về nhà trọ gần đó. Giàng Mí Minh cũng chạy theo để tìm hung khí đánh trả nhóm của Hoàng Văn Pó. Tại dãy phòng trọ, Minh được một đối tượng tên xả đưa cho con dao tự chế dài 65cm và Minh đưa hung khí này cho cừ mí bó. Cư Mỹ bó cầm hung khí lao vào tấn công Hoàng Văn Tu, nhưng Tu né được và bỏ chạy. Cư Mỹ bó tiếp tục tấn công vào người của Hoàng Văn Pó nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cư Mỹ Pó và Giàng Mỹ Minh để hung khí lại hiện trường rồi bỏ trốn. Một ngày sau, Giàng Mỹ Minh đến công an phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến chiều ngày 1 tháng 10, công an phát hiện và bắt giữ Cư Mỹ Pó khi đang trốn trên địa bàn huyện Bào Bàng bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản gửi hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp việt nam cơ quan chủ quản của tạp chí môi trường và đô thị về việc dừng hoạt động tạp chí môi trường và đô thị việt nam văn bản cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình về việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng các nhân sự khác có liên quan. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo cục báo chí phối hợp với vụ báo chí xuất bản, ban tuyên giáo Trung ương, cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an làm việc với đại diện Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Tại buổi làm việc ngày 25 tháng 9, các cơ quan chức năng đã trao đổi với đại diện Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chủ quản trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan chủ quản khi để cơ quan báo chí xảy ra sai phạm theo quy định của Luật Báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tiến hành chấn chỉnh xem xét toàn diện hoạt động tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam thời gian qua ra soát kiểm tra kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan khi để xảy ra vụ việc nêu trên theo văn bản của bộ thông tin và truyền thông dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo và nhân viên phóng viên của tạp chí là rất nghiêm trọng và sâu rộng vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo gây dư luận xấu bức xúc xã hội không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của hiệp hội mà còn ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan báo chí của những người làm báo chân chính vì vậy để đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động báo chí bộ thông tin và truyền thông đề nghị hiệp hội môi trường đô thị và khu công nghiệp việt nam ra quyết định tạm dừng hoạt động ngay đối với loại hình và sản phẩm báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp của tạp chí đồng thời xem xét ban hành các quyết định đình chỉ công tác đối với các nhân sự có liên quan sau khi có các kết luận của cơ quan chức năng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão số 5, tên quốc tế Kraton, đã vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến cấp 15, tức là từ 150 km h đến 183 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km h Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta, bởi ở Việt Nam, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, và hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trước đó, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cũng đã cho biết do phía bắc có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống phía nam, ảnh hưởng đến miền bắc nước ta. Đợt không khí lạnh này khiến hướng di chuyển của cơn bão thay đổi lên phía bắc, ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc thay vì đi về hướng tây vào biển đông của Việt Nam. Do đó, việc xuất hiện không khí lạnh sẽ không thể đẩy bão số 5 chuyển hướng về hướng Việt Nam. Ngày 3 tháng 10, bão Kraton sẽ suy yếu dần trên khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 10, cường độ bão tiếp tục suy yếu dần trên vùng biển phía đông bắc khu vực này. Ngày 5 tháng 10, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, cảnh báo lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống. Ngập lụt cũng giảm dần tại các khu vực trũng thấp ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên. Trong những giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ Sạt lở đất trên sườn dốc cũng được cảnh báo tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tục xảy ra mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực đèo Mã Pì Lèng một trong những cung đường du lịch nổi tiếng Hà Giang nằm trên quốc lộ 4C thuộc xã Bài Lũng và Bả Vi, huyện Mèo Vạc. Mưa lớn đã khiến đất đá từ trên núi đổ xuống đường, làm giao thông gián đoạn. Chị Mai Hoa, 26 tuổi Bắc Giang, cho biết đang cùng bạn thân có chuyến du lịch Hà Giang nhân dịp mùa lúa chín. Tuy nhiên, chiều 30 tháng 9 khi đang di chuyển bằng xe máy thuê, đi qua khu vực đèo Mã Pì Lèng thì xảy ra mưa lớn gây lở rất nhiều đá tảng, đá hộc xuống lòng đường, Mai Hoa và bạn vô cùng hoảng sợ, cả hai quyết định quay xe về homestay, đợi thời tiết nắng giáo và tình trạng sạt lở được khắc phục thì bắt xe về Hà Nội. Tương tự Mai Hoa, không ít khách du lịch cũng đang mắc kẹt tại Hà Giang vì sạt lở khiến một số tuyến xe về Hà Nội bị gián đoạn. Nhận thấy khó khăn của du khách, nhiều homestay trên địa bàn Hà Giang quyết định cho thuê phòng và nấu ăn miễn phí cho du khách mắc kẹt do tắc đường. Anh Trương Phát Xuẩn, Chủ homestay Sương và Gió ở huyện Đồng Văn cho biết, khi mưa lũ và sạt lở gây tắc đường, nhiều nhà xe không thể chạy nên du khách chưa thể về nhà. Do đó tôi quyết định đăng thông tin cho thuê phòng ở và cơm bình dân miễn phí cho du khách nào bị mắc kẹt mà chưa có chỗ ăn ở. Trong khi đó, anh Hoàng Trọng Minh, huyện Bắc Quang đã dùng chiếc xe ben của mình thực hiện những chuyến xe không đồng để chở du khách và đồ đạc đến địa điểm an toàn. Liên quan đến tình trạng mưa lũ lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết mặc dù thời tiết hiện tại đã tạnh mưa, quanh khu vực đèo Mã Pì Lèng vẫn đối diện với nguy cơ sạt lở cao, huyện này đã triển khai di rời dân để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Anh Mạnh Tu, thường trú Hà Giang cho biết do ảnh hưởng của mưa bão nên thời gian gần đây lượng du khách lên Hà Giang giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình thời tiết xấu nhất là sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại km 49 quốc lộ 2 đoạn qua địa phận xã việt vinh huyện bắc quang nhiều du khách đã quay xe về thành phố hà giang để tìm cách về hà nội du khách đang ở hà giang những ngày này cần theo dõi tình hình thời tiết cập nhật thông tin từ các đơn vị lữ hành và tour để biết được những điểm có nguy cơ sạt lở đặc biệt cần hạn chế di chuyển khi trời mưa lớn đi qua địa điểm nước chảy mạnh cần lập tức quay lại nơi ở bởi do địa hình hà giang nhiều đồi núi cao và dốc khi mưa lớn sẽ dễ gây ra sạt lở đất đá anh Mạnh Tua cho biết thêm, Hà Giang sắp chuyển sang đông nên hy vọng mưa lũ sẽ giảm bớt để du khách có thể đến Hà Giang du lịch nhiều hơn. Bởi đến hẹn lại lên, từ cuối tháng 10 đến tháng 11 dương lịch hàng năm là khoảng thời gian hoa tam giác mạch ở Hà Giang nở rộ nhất và cũng là lúc du khách lên đây tham gia lễ hội hoa tam giác mạch nhộn nhịp nhất. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người do dùng điện làm bẫy chuột dẫn đến chết người rồi tạo hiện trường giả để qua mắt lực lượng chức năng. Trước sự chứng kiến của các ngành, Tuyền diễn lại từng động tác mà Tuyền đã thực hiện hành vi răng điện để bẫy chuột làm nạn nhân NVP, sinh năm 1976, cùng chú tại địa phương tử vong việc thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án đảm bảo tính khách quan toàn diện chính sách trong hoạt động tố tụng hình sự phục vụ tốt cho công tác điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội và đúng pháp luật Trước đó, do chuột cắn lúa gây hư hại, khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2024, Tuyền đi ra khu vực bờ ruộng của Tuyền, thuộc ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, dùng bộ siệt điện để chuyển từ điện một chiều sang điện hai chiều và đấu nối vào hệ thống dây, chỉ được Tuyền răng trước đó để bẫy chuột rồi về nhà. Khi này, ông P đi siệt cá đã vướng vào bẫy chuột của Tuyền bị điện giật tử vong. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tuyền đi ra thăm bẫy chuột thì phát hiện ông P bị điện bẫy chuột giật dẫn đến tử vong. Lúc này, Tuyền đưa thi thể nạn nhân cùng bộ xiệt cá đến khu vực bờ ao, cách hiện trường khoảng 50 mét rồi quay lại tháo bộ diệt điện, đem về nhà cất giấu. Sáng hôm sau, người dân phát hiện ông P nằm tử vong bên bờ ao nên trình báo công an. Qua công tác kháng nghiệm, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Tuyền là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tuyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Việc sử dụng điện để bẫy, diệt chuột, đánh bắt cá, bảo vệ lúa và hoa màu, nếu gây hậu quả chết người thì sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 5 người ở Thái Nguyên trong tình trạng sốt, mệt mỏi. Điều đặc biệt là cả 5 người đều có quan hệ huyết thống, hai vợ chồng, con và hai cháu. Trong đó, vợ con và hai cháu điều trị tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp. Riêng ông NVC, 48 tuổi, phải nhập khoa cấp cứu do diễn biến nặng, men gan tăng cao, suy thận cấp và giảm tiểu cầu. Được biết, khoảng 4 ngày sau trận lũ lịch sử do bão Iagi gây ra tại các tỉnh phía Bắc, ông C bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao không rõ nguyên nhân, kèm theo mệt mỏi, khó thở, bụng trướng căng và đau vùng mạn sườn phải. Bên cạnh đó, ông tiểu ít và tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ. Mặc dù đã tự mua thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng của ông C không thuyên giảm bệnh nhân phải đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Tại đây, ông được chẩn đoán nhiễm trùng và chỉ định dùng kháng sinh trong 2 ngày. Tuy nhiên, sau khi hạ sốt, các triệu chứng như khó thở, bụng căng tức và tiểu ít vẫn còn. Thậm chí ông còn xuất hiện các cơn kích thích, quằn quại không kiểm soát. Đến cuối ngày thứ tư và đầu ngày thứ năm, ông được chuyển đến khoa cấp cứu, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Bà N.T.H vợ ông C cho biết gia đình bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 tại vùng ngập nặng của Đồng Bẩm, Thái Nguyên. Trận lũ khiến nước ngập sâu tới 1,8 mét, gia đình phải sinh hoạt trong điều kiện nước lũ ô nhiễm. Đồ dùng trong nhà đều ngập trong nước, chuồng trại chăn nuôi gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Dựa trên yếu tố dịch tễ, đặc biệt là việc gia đình ông C sống trong môi trường ngập lụt lâu ngày và tiếp xúc trực tiếp với nước lũ, các bác sĩ đã nghi ngờ ông và bốn thành viên trong gia đình cùng mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da. Bác sĩ Phạm Thanh bằng, khoa cấp cứu bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói: "Hiện tại ông C đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men thận tăng cao gấp 6 lần bình thường và không có nước tiểu trong 12 giờ qua là những dấu hiệu đáng lo ngại. Chúng tôi đang nỗ lực điều trị các triệu chứng suy thận và tăng men gan do xoắn khuẩn vàng da gây ra." Ngoài ra, bệnh viện này còn tiếp nhận bệnh nhân TVD, sinh năm 1971 ở thành phố Yên Bái, được Bệnh viện Đa khoa Yên Bái chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết không xác định, suy gan, suy thận nặng, an thần, thở máy, duy trì các thuốc vận mạch. Gia đình bệnh nhân sống trong vùng bão lũ, toàn bộ nhà bị ngập. Sau đó, bệnh nhân có tham gia dọn dẹp phòng chống lũ, có tiếp xúc nhiều với nước, bùn đất, cách hôm vào viện khoảng một tuần, bệnh nhân có đau mỏi cơ thân mình. Ngày 20 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện sốt rét run không rõ nhiệt độ, đau mỏi cơ vùng chân nhiều hơn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, kèm theo đau vùng bắp chân hai bên. Ngày 23 tháng 9, bệnh nhân đi khám có tình trạng suy thận. Ngày 24 tháng 9, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Yên Bái trong tình trạng bệnh tiến triển nặng, sốt, đại tiện phân lỏng, tụt huyết áp, suy hô hấp, ý thức giảm, bệnh nhân được đặt nội khí quản và chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh cấy máu bệnh nhân có kết quả dương tính xoắn khuẩn vàng da theo bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa bệnh bệnh xoắn khuẩn vàng da các chuồng trại chăn nuôi súc vật lò mổ phải cao ráo dễ thoát nước thường xuyên được cọ rửa sạch sẽ và khử trùng tẩy uế tại các cơ sở chăn nuôi súc vật các lò mổ, bể bơi cần phải kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ các chất thải để xử lý kịp thời, phòng chống chuột và vệ sinh môi trường. Những người làm việc trong môi trường nước lũ hoặc chuồng trại cần trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, ủng, găng tay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nghiêm Văn Hải, sinh năm 1978, ngụ quận Thanh Xuân ra xét xử về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan vụ án, hội đồng xét xử cũng đưa bị cáo Lê Thành Công, sinh năm 1976, ngụ huyện Đan Phượng, Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1969, ngụ quận Nam Từ Liêm và Hà Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1991, quê Yên Bái, ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, Hải, Quỳnh, bạn gái Hải cùng bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1970, ngụ quận Nam Từ Liêm và Công đều thuê trọ ở ngõ 80 Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm trong thời gian sống ở khu trọ giữa Hải, Quỳnh, Công thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bà Hòa và Phương là bạn trai bà Hòa. Tài liệu điều tra thể hiện Phương biết Quỳnh nợ con gái bà Hòa 300.000 đồng nên chửi bới yêu cầu Quỳnh trả nợ. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô sát mắng mỏ nhau. Phương đã tát, dùng gạch ném vào lưng Quỳnh. Khi Quỳnh bỏ chạy, Phương cầm thanh sắt đuổi theo tấn công Quỳnh. Bị đánh, Quỳnh kêu cứu, mượn điện thoại của công để gọi điện cho bạn trai rồi chạy xe máy đi xử lý vết thương. Xong việc, Quỳnh đến nhà nghỉ ở huyện Hoài Đức đón Hải kể lại toàn bộ sự việc cho bạn trai nghe. Nghe xong chuyện, Hải lấy một khẩu súng, lắp sẵn 6 viên đạn rồi chạy xe máy chở Quỳnh về khu trọ để xử lý Phương. Cùng thời điểm trên, công đang ở khu trọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho Hải bảo về khu trọ để cùng xử lý ông Phương. Khi Hải đi đến đầu khu trọ thì xuống xe đổi lái cho Quỳnh và bảo Quỳnh chờ Hải vào xử lý ông Phương xong thì chở mình bỏ chạy. Hải nói với bạn gái, em quay xe đợi anh mấy phút, anh vào xử lý thằng Phương, rồi anh đưa em đi khám. Vì vậy, Quỳnh lên cầm lái, hướng xe ra ngoài mặt đường, đứng chờ sẵn. Trong khi đó, Hải vào khu trọ, đi về phía khu vực quán cơm, thì thấy ông Phương và bà Hòa đang bán cơm cho khách. Lúc đó, ông Phương ngồi trên ghế, mặt hướng ra cửa quán. Bị cáo Hải đứng đối diện, cách ông Phương khoảng 3 mét, thì rút súng bắn một phát trúng mặt ông Phương. Khi đó ông Phương dùng khay đựng cơm để che chắn chống trả. Hải lùi dần ra đầu ngõ, rồi bắn tiếp một phát trúng vào vùng vai trái của ông Phương. Thấy bạn trai bị bắn, bà Hòa ôm ông Phương dìu vào phòng thì bị Hải dùng súng bắn tiếp một phát trúng vào vai. Gây án xong, Hải đi ra ngoài đường rồi lên xe máy do Quỳnh chờ sẵn và cả hai bỏ chạy. Sau đó, Hải đưa bạn gái đến bệnh viện 198 để sơ cứu các vết thương trước đó. Về phía bị cáo công, khi đang ở trong phòng trọ, nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng người hô hoán thì biết Hải đến để xử lý ông Phương nên lấy ra hai thắt lưng, sử dụng một cái tấn công ông Phương khi đó bà Hòa dùng gậy sắt vụt vào vai của công để ngăn cản. Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, ông Phương và bà Hòa được đưa đi cấp cứu và trị thương tại bệnh viện 198. Cáo trạng xác định ông Phương bị tổn hại 16% sức khỏe. Việc ông Phương và bà Hòa không bị tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo Nghiêm Văn Hải và đồng phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải 17 năm tù, công và Quỳnh cùng 7 năm tù, Phương 6 năm tù. Sau 3 ngày nỗ lực khẩn trương tìm kiếm, chiều mùng 1 tháng 10, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Thi thể của nạn nhân ngay sau khi được đưa lên đã được tiến hành khử khuẩn, vệ sinh và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Đây là nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở nghiêm trọng đã được tìm thấy. Theo Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, hiện vẫn còn hai người mất tích, gồm Nguyễn Viết Thuộc, chưa rõ năm sinh, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, bà Vân Thị Sưởng, sinh năm 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, do bị nước lũ cuốn trôi. Trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và lực lượng tại chỗ của địa phương vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong suốt 3 ngày qua, từ hôm 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, điều kiện thời tiết không thuận lợi tại khu vực tìm kiếm với các trận mưa như chút nước, đất đá lở vẫn trôi xuống, bùn đất nhão ngập nửa thân người, khiến việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ngày một khó khăn. Hiện tại, Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, di chuyển đồ đạc về nơi an toàn. Cũng theo các cơ quan chức năng, số lượng người bị vùi lấp có thể tăng lên. Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm người trong các ngôi nhà bị vùi lấp. Các đơn vị chức năng đưa nhiều máy móc thiết bị hiện đại cùng với chó nghiệp vụ và hỗ trợ cho công tác tìm kiếm với mục tiêu đẩy nhanh việc tìm kiếm, hoàn thành cứu nạn cứu hộ sớm đưa các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở trở về với gia đình, người thân. Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, vào sáng ngày 29 tháng 9 đã làm 15 người thương vong, có 348 ngôi nhà bị thiệt hại và gần 100 nhà trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt đẩy xuống ta âm trong đó có một xe khách, hai xe tải, ba xe con và nhiều xe máy. Hàng trăm hecta hoa màu đến thời kỳ thu hoạch bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở từ ta ly dương tràn xuống mặt đường, gây hư hỏng nặng, ách tắc tê liệt hoàn toàn tuyến quốc lộ 2. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hơn 36 tỷ đồng. Tối ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, theo cảnh báo từ trang tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 10, tốc độ dòng chảy trên sông Thao tại Phú Thọ gia tăng có thể ảnh hưởng đến cầu phao mới lắp. Trước đó, ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lữ đoàn 249, binh chủng công binh, chủ trì phối hợp với các lực lượng triển khai Nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày mùng 9 tháng 9 khoảng 300m. Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, lữ đoàn phải gia cố trên 11.000m khối đá ở hai bến và đường lên xuống cầu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Ngày 28 tháng 9 đơn vị tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu. Để bắt cầu, Lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc bắt cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động. Thời gian người dân và các phương tiện qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, Người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện được phép đi qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa 5 km/h. Các loại ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu phao theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi đi là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30m, tốc độ tối đa cho phép 10 km/h. Các phương tiện và người đi lại qua cầu phao phải tuân theo sự tổ chức phân luồng của các lực lượng chức năng tình trạng sạt lở sụt lún tại khu vực đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho người dân và tài sản. Các vết nứt lớn nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan cho biết, sau bão số 3, chúng tôi đã phát hiện tại đồi Vẽo, xã Sơn Lai xuất hiện các vết nứt, diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng hai vị trí, bề ngang vết nứt 30 cm, chiều sâu khoảng 40 cm với tổng chiều dài khoảng 380 m. Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Nếu trời không mưa thì khu vực có vết nứt, sạt lở chưa ảnh hưởng mấy, nhưng khi mưa xuống thì rất nguy hiểm, phải di dân ngay. Trước đó một số nhà dân gần khu vực đồi vẽo khi phát hiện vết nứt đã di rời và đến khu vực an toàn. Bà Dương Thị Lân, 65 tuổi, nhà nằm dưới chân đồi vẽo cho biết, nhiều ngày nay cứ tối đến cả gia đình 6 người phải đi ở nhờ nhà họ hàng để tránh nguy hiểm. Tài sản có giá trị cũng đã chuyển đi nơi khác. Cũng theo bà Lân, khu đồi vẽo lâu nay người dân địa phương vẫn trồng keo và chưa từng xảy ra sụt lún, sạt lở như hiện tại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, vị trí sạt lở, dạn nứt, gãy tầng ảnh hưởng trực tiếp đến 139 hộ dân và một nhà thờ giáo họ Thanh Vĩ. Trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu ở thôn Vẽo và một số hộ thôn xưa trước tình hình thời tiết hiện tại các điểm sạt trượt có nguy cơ tiếp tục và diễn biến phức tạp khó lường nên ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở khu vực đồi vẽo xã sơn lai ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã giao ủy ban nhân dân huyện nho quan chủ trì theo dõi sát sao diễn biến sạt lở triển khai ngay các biện pháp cần thiết như rào chắn quan chắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng đồng thời huyện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở sẵn sàng sơ tán di rời người và tài sản khi có tình huống nguy hiểm ông hứa mạnh trình phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn lai huyện nho quan ninh bình cho biết tình hình sụt lún tại đồi vẽo vẫn tiếp diễn dù với cường độ ít hơn trong những ngày qua chính quyền địa phương đã triển khai nhiều tổ công tác túc trực thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có sự cố xảy ra. Đến nay, 8 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 5 hộ ở thôn Vẽo, 3 hộ thôn Sưa đã được di rời đến nơi an toàn. Tối mùng 1 tháng 10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho biết, mưa lớn kéo dài nên các tuyến đường đi từ trung tâm huyện vào xã tạm thời bị chia cắt do đất sạt xuống. Đặc biệt tại thôn Làng Nủ, nước suối đổ về lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa bị cô lập hiện lực lượng chức năng đã tổ chức di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng 1 tháng 10 trên địa bàn mưa vừa và mưa to. Nhiều khu vực như huyện Bảo Yên, Bát Sát, thị xã Sapa tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km 79, quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Bản Bông Ba, xã Bảo Hà diễn ra phức tạp. Bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km 78, đất đá sạt lở với lượng lớn lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Tại huyện Bát Sát, tỉnh lộ 155, tuyến Sapa đi Bát Sát, đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn, xảy ra nhiều điểm sạt ta luy gây tắc đường. Tại thị xã Sapa, khu vực tỉnh lộ 152, đoạn đường xuống xã Tả Van xuất hiện nhiều điểm sạt lở và khe nước gây nguy hiểm. Hiện nay, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Thời gian vừa qua, ghi nhận số lượng lớn cá thải hổ và một số loài khác chết bất thường không rõ nguyên nhân. Theo đó, đại diện khu du lịch Vườn Xoai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, khoảng một tháng qua, đơn vị ghi nhận khoảng 20 con hổ và một con báo bị chết. Theo khu du lịch sinh thái Vườn Xoai, tình trạng hổ chết xuất hiện khoảng 3 tuần qua, những cá thể hổ chết có độ tuổi từ vài tuần tuổi trở lên. Ngay lập tức, đơn vị đã tiến hành các biện pháp như lấy mẫu xét nghiệm, khử trùng chuồng trại và cách ly để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời, tổng hợp thông tin và báo cáo cơ quan chức năng. Trước đó, thông tin từ Tri Cục Thú Y vùng 6 ghi nhận hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh, Long An và khu du lịch vườn xoài. Cụ thể, từ tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, tại vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 con hổ và 3 con sư tử chết, trong đó có 3 con hổ mới nhập về khu du lịch trên. Những cá thể còn lại có nguồn gốc tại vườn thú, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của loài hổ tại vườn thú dương tính cúm A H5N1. Còn tại khu du lịch Vườn Xoài, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã kiểm tra lâm sàng với hai cá thể hổ chết, bước đầu chẩn đoán nghi do viêm phổi. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, tại tỉnh Long An xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp hổ. Tại tỉnh Đồng Nai, sơ bộ có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ. Hiện nay, ngành y tế đang phối hợp cùng ngành thú y và kiểm lâm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người. Điều tra xác định người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe, bao gồm cả nhân viên trực tiếp chăm sóc thú và người có liên quan. Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Thuận về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở vào cuối tháng 9 năm 2024. Ngoài người anh trai cùng hai hàng xóm của Thuận, không có ai khác đến dự khán phiên tòa. Hỏi ra mới hay, mẹ của Thuận đã qua đời trước đó, người cha bị khuyết tật cũng đang mắc bạo bệnh còn vợ Thuận đang chấp hành án tù tại Đắk Lắk cũng về tội ma túy. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại km 65 500 quốc lộ 9, địa bàn thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Văn Thuận vận chuyển 30.200 viên ma túy. Thuận khai ma túy nhận từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại thị trấn Lao Bảo, vận chuyển về thành phố Đông Hà để nhận tiền công 20 triệu đồng. Trong vụ án này, thuận thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm do phạm tội khi chưa được xóa án tích. Cụ thể, thuận có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Đến ngày 21 tháng 9 năm 2022, thuận mới chấp hành xong hình phạt tù của bản án gần nhất. Tại phiên tòa, khi người bào chữa hỏi bị cáo có nguyện vọng gì thì thuận trả lời to rõ: có nguyện vọng được hiến tạng và hiểu về việc hiến tạng đây là nguyện vọng của bị cáo không phải bày tỏ để được xem xét giảm nhẹ nguyện vọng ý chí mạnh mẽ được thuận nhắc lại một lần nữa khi nói lời sau cùng bị cáo không xin giảm nhẹ hình phạt vì nhận thức được hành vi phạm tội mà chỉ có nguyện vọng duy nhất là được hiến tạng cứu người mắc bệnh hiểm nghèo về nguyện vọng này, hội đồng xét xử cho biết, sau khi tòa tuyên án, bị cáo có thể làm đơn gửi đến cơ quan chức năng về nguyện vọng trên. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên thuận án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Mới đây, Hương Tràm thông báo kết quả đơn kiến nghị cơ quan chức năng đề nghị xử lý các tài khoản tung tin sai sự thật, vu khống và ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm. Bà Võ Thị Thu Sương, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cơ quan chuyên môn trả lời Hương Tràm về việc giải quyết yêu cầu của nữ ca sĩ theo đơn ngày 23 tháng 5 và ngày mùng 4 tháng 8. Đơn nêu rõ, cơ quan chuyên môn tiến hành giải quyết, ban hành văn bản để kết luận vụ việc. Theo quyết định của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Helios bị phạt 10 triệu đồng. Ngoài đóng phạt 10 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Helios gỡ bài hương tràm gia nhập hội sao Việt sinh còn tại Mỹ đồng thời công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông helios chủ động đăng bài xin lỗi ca sĩ hương tràm hương tràm cho biết trong quá trình các cơ quan chức năng giải quyết một số cá nhân tổ chức liên quan đã lên tiếng đính chính thông tin đăng tải là không đúng sự thật đồng thời công khai xin lỗi thông tin trên mạng xã hội trang tin điện tử xuất hiện trong thời gian qua liên quan đến cá nhân tôi và người thân trong gia đình là sai sự thật các hành vi trái pháp luật đã được xác minh và xử lý theo quy định kết quả này đã bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tôi giọng ca em gái mưa cho biết cô đánh giá cao sự nhìn nhận sai sót cầu thị thay đổi và sự phối hợp của các cá nhân tổ chức liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc hương tràm nói thêm mạng xã hội là nơi chia sẻ kết nối tôi mong mọi người sử dụng mạng xã hội văn minh tránh gây tổn hại danh dự nhân phẩm người khác sau sự việc của tôi tôi mong không còn ai trải qua cảm giác bị xúc phạm danh dự nhân phẩm từ môi trường mạng xã hội nữ ca sĩ cho biết cô tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra và cập nhật kết quả tới khán giả Hương Tràm gửi đơn tố cáo đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý người tung tin đồn cô sang Mỹ sinh con ngày 23 tháng 5. Trong đơn, nữ ca sĩ trình bày thời gian qua hình ảnh cô chụp cùng hai trẻ em xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, đi kèm là tiêu đề nghệ sĩ Hương Tràm mang thai, sinh đôi, sinh con cho đại gia, sinh con ở Mỹ. Hương Tràm trình bày trong đơn, sự việc thu hút lượng lớn người xem cùng với đó là hàng nghìn bình luận tiêu cực, bồi nhọ, xúc phạm tôi cùng người thân, đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Thông qua đơn tố cáo, Hương Tràm đề nghị cơ quan xác minh xử lý các trang tin mạng xã hội đưa tin sai sự thật theo quy định của pháp luật. Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của Hương Tràm. Trong đơn, nữ ca sĩ cho rằng nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh cô ôm hai trẻ em và chia sẻ thông tin không đúng sự thật. Phạm Thị Hương Tràm trình bày, đối tượng lợi dụng không gian mạng và lồng ghép nội dung phản cảm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cá nhân của tôi nên tôi đã đến cơ quan cảnh sát điều tra trình báo sự việc. Hương Tràm về nước hồi tháng 4 sau 5 năm tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để du học Mỹ, giọng ca em gái mưa, sau đó vướng tin đồn cá nhân với bức ảnh chụp cùng em bé sinh đôi. Trước đó, nữ ca sĩ khẳng định cô không sinh con, nếu có cô sẽ công khai thông tin trên mạng xã hội. Tối ngày 1 tháng 10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, khiến lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 1 tháng 10, người dân phát hiện xảy ra cháy tại cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Văn Linh. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người ở xa cũng trông thấy. Người dân cho biết thời điểm xảy ra cháy phát ra một số tiếng nổ. Cửa bên ngoài đóng kín, bên trong chứa nhiều máy móc như máy phát điện, máy rửa xe, máy hút bụi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên cùng các đơn vị chữa cháy huy động khoảng 7 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cứu nạn. Đến 22 giờ, xe tét chở nước của công ty môi trường đô thị cũng đã tới hiện trường để tiếp nước chữa cháy. Máy xúc được điều động đến phá tường tiếp cận bên trong không lâu sau đó đám cháy được khống chế thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ